cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án phát triển mạng lưới giao thông tại Hưng Yên cụ thể như sau. Phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải quốc gia, đồng bộ, hiện đại, liên thông và kết nối thúc đẩy liên kết vùng. Đối với đường bộ, các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 4, chợ Bến, Yên Mỹ, Hưng Yên - Thái Bình, quốc lộ 5, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, tuyến tránh quốc lộ 38B, quốc lộ 38C, quốc lộ 39, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, quốc lộ 39B thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các tuyến đường bộ tỉnh quản lý, cải tạo nâng cấp 15 tuyến đường tỉnh hiện hữu với đầu tư mới 12 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài dự kiến trên 700 km, gồm DT376, 377, 377B, 378, 378, 379B, 380, 381, 382, 382B, 383, 384, 385, 386, 387, 381B, 381C, 382C, 382D, 384B, 386B, 386C, 378B, 378C, 379C, 376B, 378D. Nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường đô thị, đường huyện theo quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch xây dựng vùng huyện và liên huyện. Đối với đường thủy nội địa, ngoài các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý, quy hoạch các tuyến đường thủy do địa phương quản lý như các tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt, sông Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên, sông Tam Đô, cải tạo nâng cấp đạt tối thiểu cấp 5 trở lên. Phát triển cảng, bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch khác có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan. Định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, Hưng Yên phát triển hệ thống cảng cạn nhằm tối ưu hóa vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của từng khu vực trong tỉnh, hình thành các khu trung tâm logistics kết hợp với cảng cạn. Đối với các công trình hạ tầng giao thông khác, xây dựng bến xe khách của các huyện, thành phố, thị xã tại vị trí có hạ tầng giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Đến năm 2030, xây dựng mới các bến xe khách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo có tối thiểu một bến xe loại 4 trở lên trên một huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe khách tại các địa phương. Xây dựng các bến bãi đỗ xe trong khu vực trung tâm các huyện, thành phố, thị xã và tại vị trí các khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, khu hành chính. Đồng thời, xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ, xã hội hóa đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng tại các địa phương, đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên một số tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2030, đưa vào khai thác 5.000 km đường bộ cao tốc, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 18 tháng 8 năm 2024, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Đợt thi đua để đợt thi đua được triển khai đạt kết quả toàn diện, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua nhằm mục đích phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác tổ chức thực hiện thi công các công trình, hạng mục công trình để tập trung cao điểm thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về mục tiêu phát triển đường bộ cao tốc, các bộ ban ngành, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ ngành địa phương,
tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện 5 nội dung sau. Một là thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ, vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn các tỉnh, thành phố, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hai là thi đua thi công, tư vấn giám sát, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành, phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng. Ba là thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư, công khai minh bạch, thông tin để các cấp có thẩm quyền và các tầng lớp nhân dân tham gia, giám sát việc thực hiện các bộ ngành địa phương, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện dự án. Bốn là thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các dự án đường cao tốc để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian, tiết kiệm tài nguyên và nguồn lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện, an toàn với môi trường. Năm là thi đua tuyên truyền vận động người dân đồng thuận chấp hành tốt chủ trương, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng thuộc dự án đường cao tốc tại địa bàn cư trú. Đợt thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2024, sơ kết vào tháng 12 năm 2024, tổng kết vào cuối năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia đợt thi đua phải phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thi công tại các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo môi trường. Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát phải phân công, bố trí nhân sự, kiểm tra đôn đốc, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường. Phát hiện, động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua, tập trung khen thưởng các tập thể cá nhân, cán bộ công chức, viên chức, doanh nhân, kỹ sư, công nhân, người dân có những đề xuất sáng kiến, giải pháp có giá trị giúp thúc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, tiết kiệm kinh phí trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu, hiện nay cả nước có 40 dự án lớn của ngành giao thông vận tải trên 3 lĩnh vực, đường bộ, đường sắt và đường không. Các dự án này đi qua địa bàn 48 tỉnh, thành phố. Từ nay tới cuối năm 2025, khối lượng công việc của các dự án này còn khá lớn. Do đó, các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan cần tập trung nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Mới đây, bão số 3 đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và của cho đất nước. Thống kê sơ bộ thiệt hại do bão gây ra là khoảng 40.000 tỷ đồng. Do đó, cả nước phải có giải pháp để bù đắp những thiệt hại này. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược trong đó có hạ tầng giao thông vận tải. Việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông vận tải trọng điểm, quan trọng phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Cả nước chung tay, đồng lòng thực hiện với tinh thần, trách nhiệm vì dân, vì nước đã cam kết phải thực hiện.